Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Trần Phụng, founder của AZFIN Việt Nam. Ở clip ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những phương pháp đầu tư hiệu quả nhất mà chúng tôi hay nói, đó là đứng trên vai người khổng lồ. Phương pháp này thì chúng tôi dựa trên các cái cơ sở, đó là các cái cổ phiếu headroom mà nhà đầu tư nước ngoài họ ao ước mua được với cái giá cao hơn giá thị trường rất là nhiều, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể mua với giá thị trường với khối lượng rất lớn. Thì chủ đề hôm nay sẽ là top 5 cổ phiếu headroom nước ngoài hấp dẫn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam vào cái thời điểm mà tháng 10 năm 2019 này. Sau đây tôi sẽ cùng các bạn đi vào cái nội dung chi tiết như sau. Trước tiên là về danh mục 10 cổ phiếu headroom tốt nhất Việt Nam. Thì theo thống kê của AZFIN, đây chính là 10 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đặt mua với cái giá chênh rất cao. Bản thân tôi làm nhiệm vụ chuyên tư vấn cho các cái tổ chức cũng như là khá là nhiều các cái quỹ nước ngoài, và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều các cái order mua cổ phiếu rất là quyết liệt của họ qua thời gian. Thì tính đến ngày 16 tháng 10 năm 2019 thì AZFIN đã thống kê được như sau. Trước tiên là về cổ phiếu Thế Giới Di Động, đây là cổ phiếu luôn luôn được nước ngoài ao ước từ nhiều năm nay, họ luôn luôn sẵn sàng trả với giá chênh rất lớn. Như ở giá hiện tại vào ngày 16 tháng 10 2019, giá 125 thì MWG đâu được người ta trả chênh những 25% cơ. Hay là MBB thì được trả chênh khoảng độ 19%, FPT thì người ta sẵn sàng mua cao hơn 16%, PNG thì sẵn sàng mua cao hơn 14% và ACB cũng vậy, 14%. Ngoài ra còn có các cổ phiếu khác cũng được mua chênh với giá cao hơn giá thị giá trên sàn như là RE, Zmandep, Nam Long, Techcombank và VPBank. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn top 5 cổ phiếu dẫn đầu ở trên này. Đó, tức là 5 cổ phiếu được nước ngoài ao ước và mua với giá chênh cao nhất. Trước tiên là vào cổ phiếu thứ nhất, đó là cổ phiếu MWG. Đây là công ty bán lẻ có triển vọng tốt nhất Việt Nam. Vì sao mà nhà đầu tư nước ngoài lại yêu thích và sẵn sàng trả giá cao như vậy? Room nước ngoài ở cái cổ phiếu này là lên tới 49%, tức là kịch zoom rồi. Thứ hai là cái giá chênh thì là chênh 25% so với giá thị trường, tức là họ sẵn sàng trả với giá 156.000 một cổ phiếu để mua bằng được cổ phiếu này. Thứ hai, lý do gì mà MWG lại hấp dẫn như thế? Thì đây là doanh nghiệp số 1 Việt Nam trong rất nhiều các cái mạng kinh doanh. Thứ nhất là số 1 trong mạng điện thoại di động, chiếm tới 50% thị phần, và thị phần này gấp đâu khoảng độ 7 đến 8 lần so với đối thủ thứ hai. Thứ hai đó là điện máy xanh thì đứng số 1 Việt Nam cũng với 40% thị phần, gấp khoảng 5 lần so với các cái đối thủ tiếp theo như là Pico, Nguyễn Kim, MediaMart, vân vân và vân vân. Và triển vọng kinh doanh của Thế Giới Di Động như thế nào trong tương lai mà nhà đầu tư nước ngoài lại thích thú đến vậy? Thì đó chính là dựa trên cơ sở của Bách Hóa Xanh sẽ được kỳ vọng trở thành chuỗi bán lẻ tiện lợi lớn nhất Việt Nam trước năm 2023. Thì theo dự ước đoán của AZFIN, đến hết 2019 doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh này hoàn toàn có thể đạt khoảng độ 11.000 tỷ. Đến hết năm 2020 thì doanh thu hoàn toàn có thể đạt được khoảng độ 24-26.000 tỷ. Như vậy đến hết 2023 hoàn toàn, nếu theo kế hoạch và mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thì Bách Hóa Xanh hoàn toàn có thể đạt khoảng trên 50.000 tỷ. Thì tức là vượt qua cả Vinmart và chuỗi Cúpmart ở Sài Gòn. Cổ phiếu thứ hai là tôi muốn nói đến các bạn, đó là cổ phiếu MBB, ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Thì đây là cái ngân hàng được nhà đầu tư nước ngoài trả chênh cao nhất. Giá chênh tính tới tháng 10 này là giá chênh họ sẵn sàng trả 19%, tương ứng với giá khoảng 28.000 đồng trên một cổ phiếu so với giá thị trường là 23.500 đồng trên một cổ phiếu. Lý do họ sẵn sàng mua chênh cao như vậy, đó là đây là một ngân hàng có nền tảng phát triển rất là bền vững với tài sản khá sạch. Thứ hai là lợi thế huy động đầu vào của MB khá rẻ, với việc có quan hệ rất nhiều với các cái tổ chức lớn trong quân đội, cũng như là cái tập khách hàng cá nhân rất sâu rộng, mảng thẻ tốt, thành ra là MBB có được cái CASA cao. Và thứ ba là cổ phiếu MBB này được định giá rất hấp dẫn với PB khoảng 1,5 lần, PE khoảng độ 6.9 lần, rất là hấp dẫn. Và thứ ba đó là triển vọng của MBB trong tương lai như thế nào. Thì trong tương lai thì MBB hoàn toàn có thể tăng trưởng mạnh và đạt trên 15% trong năm tới, nhờ một, mảng bảo hiểm thì đang phát triển rất mạnh; hai, tín dụng tiêu dùng thì
cũng được đạt được cái sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ cái thị trường tín dụng tiêu dùng của Việt Nam vẫn còn rất nhỏ bé, dư địa tăng trưởng vẫn rất lớn. Và thứ ba là tín dụng tăng trưởng của MBB là khá bền vững, sẽ đạt khoảng độ 14-16% trong khoảng 5 năm tới. Điều này, tất cả điều này góp phần giúp cho lợi nhuận MBB có thể tăng trên 15%. Tiếp theo, cổ phiếu thứ ba tôi muốn trao đổi với các bạn đó là FPT. Thì đây là cổ phiếu dẫn đầu ngành công nghệ viễn thông của Việt Nam. Thì cách mạng 4.0 và chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu trên thế giới. Chính vì thế FPT là một doanh nghiệp được hưởng lợi nhất nhờ những cái điều đó. Thì giá nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng trả để sở hữu FPT chênh lên đến khoảng 16%, tương ứng 16.667.000 đồng một cổ phiếu. Và lý do FPT hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài dựa trên 3 yếu tố sau. Một là hoạt động trong cái ngành có xu hướng tăng trưởng mạnh và là tất yếu, đó là ngành công nghệ thông tin và viễn thông. Thứ hai là lợi thế cạnh tranh của FPT rất lớn. FPT không những có lợi thế nhờ nguồn nhân lực của Việt Nam rất dồi dào và đáp ứng rất tốt các cái tiêu chuẩn để trở thành các kỹ sư công nghệ thông tin, mà công ty còn có một cái hệ sinh thái hỗ trợ tốt cho cái mảng công nghệ thông tin này. Đó chính là cái trường đại học FPT cung cấp tới khoảng độ gần một nửa nhân lực hàng năm cho FPT Software. Và thứ ba nữa là cổ phiếu FPT được định giá rất hấp dẫn. Đây tuy là một cổ phiếu tăng trưởng với cái growth có thể đạt từ 20-30% trong vài năm tới, tuy nhiên nó chỉ được định giá với PE khoảng độ 12-13 lần như một cổ phiếu bình thường, thì thực sự là rất hấp dẫn. Và thứ tư là không những FPT vừa tăng trưởng mạnh được mà nó còn trả cổ tức khá cao. Suất cổ tức của FPT trả thông thường khoảng từ 4-5% so với thị giá. Thì đây là một cổ phiếu rất hiếm có vừa tăng trưởng nhanh vừa trả cổ tức được. Nguyên nhân đến từ FPT là một cái công ty phát triển, tăng trưởng và không thâm dụng vốn nhiều. Chúng ta tự hiểu rằng là ngành công nghệ thông tin khi người ta cần tăng trưởng, cơ bản người ta cần chỗ ngồi cho cán bộ công nhân viên và cần mấy cái thiết bị máy móc lên máy tính và một số cái thiết bị khác. Người ta không cần phải xây dựng những cái nhà máy hay là những cái tài sản cố định rất là hoành tráng và lớn như các cái lĩnh vực công nghiệp khác. Tiếp theo, triển vọng của FPT trong tương lai như thế nào? Liệu còn hấp dẫn không? Đó là tăng trưởng của cái mảng FPT Software có thể đạt 25% trên một năm trong 5 năm tới. Thì năm 2019 này, mảng này có thể tăng trưởng lợi nhuận tới 40%. Tuy nhiên, do chúng tôi thận trọng giả định trong 5 năm tới là tăng trưởng khoảng 25% dựa trên các cơ sở. Một, đó là năng suất lao động bình quân trên đầu người của FPT Software sẽ có thể tăng từ 8-10% một năm. Thứ hai, đó là cái giá trị hợp đồng của FPT Software ngày càng lớn, do đó cái biên lợi nhuận có thể chênh khoảng 3% một năm. Tiếp theo là về cái nguồn nhân lực của FPT hàng năm có thể tăng trưởng khoảng độ 15% một năm. Đó. Và cái yêu triển vọng thứ hai liên quan đến mảng viễn thông, thì đây là một cái mảng rất hiệu quả của FPT. Tuy tổng số thuê bao cũng như là thị phần đứng thứ 3 Việt Nam, nhưng hiệu quả của mảng viễn thông của FPT lại là số 1 Việt Nam. Rồi là giáo dục và đầu tư thì đang có cái sự hỗ trợ rất tốt cho các cái mảng còn lại như là mảng software và mảng viễn thông. Thì FPT thực sự bây giờ đã chuyển đổi mình để trở thành một cái tập đoàn có sự liên kết chuỗi rất chặt chẽ giữa các cái nhánh kinh doanh với nhau để cùng nhau thúc đẩy phát triển. Dựa trên cơ sở đó thì chúng tôi cho rằng tăng trưởng của FPT hoàn toàn có thể đạt được 18-20% một năm trong vòng 5 năm tới. Như vậy nó rất xứng đáng được mua với cái giá chênh khoảng 16%. Và cổ phiếu tiếp theo tôi muốn nói đến đó là cổ phiếu ACB của ngân hàng Á Châu. Thì đây là một ngân hàng cũng hàng đầu Việt Nam. Thì nó được trả chênh cao thứ hai chỉ sau MBB với cái giá chênh khoảng 14% so với thị giá. Vậy lý do hấp dẫn là gì? Đó là một, quản trị rủi ro của ACB là tốt nhất Việt Nam, từ đó làm cho cái tỷ lệ nợ xấu của ACB cũng tốt nhất Việt Nam. Nó đâu đó 2019 chỉ khoảng 0.8-0.9 lần, thậm chí còn thấp hơn cả Vietcombank. Và thứ hai, đó là hiệu quả kinh doanh của ACB vượt trội với định giá hấp dẫn. PE khoảng độ 6.7 lần forward cho 2019, PB khoảng 1.7 lần và ROE trên 25% trong quãng vài năm qua. Tiếp theo là triển vọng của ACB trong thời gian tới như thế nào? Thì chúng tôi cho rằng đó là
triển vọng của ACB vẫn rất tốt dựa trên một dư địa tăng trưởng các tín dụng còn rất là cao, khi mà cái hệ số K của ACB đã là 11.5% và đáp ứng được cái Basel 2 rồi. Do đó là được ngân hàng nhà nước họ nới cho cái room tăng trưởng tín dụng từ 13 lên 17% 2019. Và hiển nhiên là các năm sau khi đã đáp ứng rồi thì ACB cũng có quyền được tăng trưởng tín dụng cao hơn. Thứ hai đó là các dịch vụ như bảo hiểm của ACB tuy là đi chậm so với các ngân hàng khác nhưng hiện nó đang được triển khai khá là tốt và mạnh một cách bền vững. Thứ ba là ACB còn có cơ hội hoàn nhập được cái dự phòng nợ xấu còn của nhóm G7 hiện vẫn còn treo trên bảng khoảng gần 2.000 tỷ đồng, thúc đẩy cái tăng trưởng cái lợi nhuận khác. Bên cạnh đó là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng thì chúng tôi cũng cho rằng ACB có thể đạt được khoảng 15% một năm. Nhờ những yếu tố trên thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ACB trong 5 năm tới hoàn toàn có thể đạt 13 đến 15% một năm, thậm chí có thể đạt cao hơn. Tiếp theo, cuối cùng là tôi nói đến cái cổ phiếu PNG. Đây là cổ phiếu số 1 trong cái lĩnh vực bán lẻ trang sức ở Việt Nam. Thì giá chênh các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng trả cho PNG là khoảng 14% bằng với ACB. Lý do để cổ phiếu này nó hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài đó chính là trên 3 cơ sở sau. 1. PNG hoạt động trong ngành có xu hướng tiêu thụ trang sức rất mạnh mẽ dựa trên cơ sở tầng lớp trung lưu và thượng lưu của Việt Nam đang ngày càng tăng, thành ra nhu cầu trang sức của họ sẽ tăng cao hơn. Thứ hai là thị trường trang sức còn nhiều dư địa để phát triển, đó là các cái chuỗi hiện nay mới chỉ chiếm đâu đó chưa đến 20% toàn bộ thị phần, thế do đó là còn khoảng 80% nữa để cho các cái chuỗi như F như PNG có thể khai thác một cách mạnh mẽ trong tương lai. Và thứ ba là PNG cơ bản là hiện nay không có đối thủ cạnh tranh, nó đang một mình một ngựa. Và các cái đối thủ đứng thứ hai như cái ví dụ như là Precita, tức là vàng bạc đá quý Bến Thành, hay là Doji chẳng hạn, thì họ chưa bằng được 1/10 cái sản lượng bán hàng của PNG trong cái lĩnh vực trang sức đâu. Do đó là cổ phiếu này đang một mình một ngựa trong một cái ngành phát triển rất tốt. Và yếu tố thứ ba đó là triển vọng của PNG trong tương lai thì như thế nào? Thì theo chúng tôi thì tăng trưởng có thể ổn định 10 đến 15% trên năm trong vòng 5 năm tới nhờ các mảng sau. Một, chiếm thị phần, gia tăng thêm thị phần của các cái cửa hàng vàng bạc trang sức nhỏ lẻ. Hai là tăng trưởng cái tầng lớp trung lưu sẽ thúc đẩy cái tiêu dùng tăng cao hơn, nhiều hơn trên mỗi một cửa hàng hiện hữu. Và thứ ba là tăng giá trị sản phẩm theo thời gian. Thì theo thời gian thì các cái món trang sức giá trị nó cũng dần dần nó cao hơn, nó to hơn và cuối cùng là doanh thu nó lớn hơn. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn 5 cổ phiếu hấp headroom hấp dẫn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn cuối năm 2019 này. Chúc các bạn có những cái lựa chọn chính xác để có thể hiệu quả hơn trong đầu tư. Hãy nhớ like và subscribe kênh của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.